Phát là người đầu tiên đến đây quay thì cũng may mắn được gặp được cái chị chủ cái phiên chợ vùng biên này. Anh cho em hỏi nha chị. Cái chợ vùng biên này hoạt động trở lại thì cái hôm nay có gì đặc biệt so với những phiên chợ lần trước đó? Cụ thể như thế nào ạ? Dạ, hôm nay có đặc biệt là có các món ăn buffet. Dạ, mình món ăn vậy là bao nhiêu món chị Dung? Món ăn buffet vậy đó. Là nó đem ra trước kìa, hiện tại dạ. Nó có ra được mấy chục. À, một món vậy là bao nhiêu chị Dung? Giá nhiêu tiền á? Giá nhiêu tiền á, 179k là mình ăn no luôn hay sao ta? Mình ăn no luôn. Rồi, em cũng chưa có biết cái đó nữa, để chút xíu nữa em đem quay cái đó ha. Nếu như mà mình muốn vô ăn buffet thì ăn buffet, còn mình muốn ăn buffet mình mua phần. Rồi, một phần vậy là nhiêu chị? Một phần 20 chứ. Dạ. Cũng tùy theo món, với tùy theo ốc, tại vì nó nhiều mặt hàng ốc á. Dạ. Mình chọn cái món nào, ví dụ 20, 30, 40, 50. Dạ. Thưa cô chú anh chị, hôm nay kênh YouTube của Nhân Tân Châu cùng với Quỳnh Phát TV đến tại phiên chợ vùng biên của chị Mỹ Dung vào ngày thứ bảy chủ nhật, cô chú anh chị, từ 8 giờ sáng. Với sắp tới nữa là em thêm hoạt động nhiều cái trò chơi nữa. Dạ. Đây hôm nay tại phiên chợ vùng biên cô chú anh chị thì giờ này tầm khoảng 5 giờ, bữa nay là mùng 8 Tết. Dạ, bữa nay mùng 8 Tết thì Tết, do bà con chắc tiểu thương chắc ăn Tết lớn. Dạ, đang ăn Tết lớn cho nên là hiện nay thì có số gian hàng thì cũng đang ngưng bán. Vì nhưng mà sợ nhiều khi tại tuần này là tuần đầu tiên bán thứ bảy nè. Dạ. Dạ, chứ thường thì bán chủ nhật không à. Dạ, thường xuyên là chủ nhật ha. Dạ, tuần này dạ. Thêm một ngày nữa chắc do tiểu thương nghỉ Tết anh. Ừ, ta nghỉ Tết rồi qua Tết rồi chắc cũng cố mà mua bán lại hay gì không ha. Chị cho em biết coi phương hướng sắp tới chị có cái kế hoạch gì không ạ? Dạ có. Kế hoạch đó là gì cho em biết cụ thể? Em cũng làm trò chơi chứ, tạo trò chơi với khung cảnh này, cái phiên chợ này em sẽ làm nó sẽ về một hướng cho cái không gian cho nó rộng. Cái thứ nhất nó rộng, cái thứ hai nó là làm trò chơi thêm, tăng cường trò chơi cho trẻ em thêm. Rồi. Dạ, cảm ơn chị ha, chúc chị năm mới vạn sự may mắn. Dạ. Luôn thành công trong cái công việc kinh doanh của mình. Dạ. Rồi mấy em cũng đến đây thì hôm dài thì em không có quay được video clip tại phiên chợ của chị Mỹ Dung, là phiên chợ vùng biên. Được biết thì phiên chợ vùng biên nằm trên địa bàn ấp Phú Quý, xã Phú Lộc hả chị? Dạ. Vào kênh YouTube của Nhân Tân Châu hoặc là kênh YouTube của Quỳnh Phát TV sẽ có hướng dẫn chỉ đường. Tất cả cô chú anh chị cộng đồng bạn gần xa thì hãy vào xem kênh của hai cái kênh Nhân Tân Châu và Quỳnh Phát TV thì sẽ có cái video hướng dẫn chỉ đường đến tại phiên chợ vùng biên cô chú anh chị. Một lần nữa thì bước sang năm mới em cũng xin chúc chị Mỹ Dung và cũng như gia đình được dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý và thành công trên bước đường mở phiên chợ vùng biên tại phiên địa bàn xã Phú Lộc ha chị Dung ha. Chúc kênh của anh Quỳnh Phát và Nhân Tân Châu xin chào quý vị khán giả, chúc bà con quý vị khán giả mình là hưởng một cái mùa xuân thật ấm áp bên gia đình mọi người ha. Vui dạ. Và hạnh phúc. Dạ, em chào chị ha chị Dung ha. Dạ. 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 Ở đây là quang cảnh tại phiên chợ vùng biên. Hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm 2024. Hiện nay thì cũng có một số khách bà con đến tại phiên chợ vùng biên. Em chào anh. Em chào chị. Dạ. Chị mình từ đâu mình đến tại phiên chợ vùng biên hôm nay chị? Mình ở Phú Hữu gần đây à? Xã Phú Hữu hả chị? Chị đến phiên chợ vùng biên này được mấy lần rồi chị? Lần đầu. Dạ lần đầu tiên. Nãy giờ chị đến đây chị có dùng các cái món ăn tại phiên chợ vùng biên này không chị? Có. Ngon không chị? Cũng ngon, cũng lạ. Dạ, chị đi với ai ạ? Đi với ông xã. Dạ, với đứa bé này đó ha, con chị ha. Dạ. Rồi bước sang năm mới em xin chúc chị được vạn sự như ý và gia đình được bình an và giàu sức khỏe chị ha. Dạ. Dạ, em cảm ơn chị ha. Rồi thưa cả nhà mình nghe, hôm nay kênh YouTube Nhân Tân Châu với Bình Phát TV, anh em tôi đến tại phiên chợ vùng biên xã Phú Lộc thì đến gặp quán của chị Kim Tiền. Đây là quán chị Kim Tiền, mình trà Thái, trà đậu, trà sữa, trà bí đao, trà tắc, chanh dây đầy đủ luôn. Em chào chị Tiền ha. Dạ. Rồi. Bước sang năm mới em chúc chị Tiền được vạn sự như ý hết chị Tiền ha. Dạ, mua bán về cho nó nhanh lẹ ha. Hôm nay mình mua bán gì tại phiên chợ vùng biên hả chị? Có món nào đổi mới không chị? Dạ em cũng bán bình thường vậy à. Món gì chị? Và giá nhiêu ạ? Trà Thái, chanh dây, trà tắc, trà đào, trà bí đao, trà sữa.
có rau má. Bữa nay có bán thêm cái sâm, sâm mình giọt, sâm lá đó. Đây đây hả chị? Đây hả chị? Dạ lá sâm hạt é với cái này lá sâm nhà mình tự dò luôn hả chị? Lá sâm nhà. Cái món này truyền thống nè. Dạ. Tại thấy bà con á thích quá rồi thôi mình phục vụ cho bà con cho nó có đầy đủ. Dạ một ly bao nhiêu rồi chị? Ly nhỏ như này là 5.000, còn cái ly này thì 10.000. Dạ. Ly bự 10.000, ly nhỏ 5.000 ha. Còn còn mấy ly trà? Trà Thái thì 20, trà đào thì 15, trà sắc, trà đào, trà bí đao thì 10. Dạ, di chuyển tiếp tục qua bên đây luôn nha cô chú anh chị. Đó, món gì em Dương? Dạ, đây món gà nướng muối ớt. Dạ. Này mình bán con hay sao em? Đây vừa bán con nè, vừa bán đùi có luôn nè, cánh cũng có luôn. Rồi mình con nhiêu Dương? Một con thì 140 thôi. Một con 140 nó khoảng ký không Dương? Tầm con này tầm khoảng ký 2, ký 3. Ký 2, ký 3, dạ. Con 140 ha. Đùi thì 35.000 một cái. Đùi này là đùi bẻ, đùi tươi đàng hoàng. Còn cánh thì 12.000. Đùi gà 35.000. Đấy. Rồi Tết năm nay mua bán đỡ không em Dương? Tết năm nay là bán không kịp anh ơi. Chứ dạ. Khách quá trời. Dạ, khách đông dữ lắm ha. Khách đông quá trời. Mấy ngày hôm nay mới được giãn giãn đây chứ. Mấy ngày trước là chạy không kịp thở. Rồi đúng rồi. Thôi cũng chúc em mua mai bán đắt ha Dương ha. Cảm ơn. Rồi em cho anh chào em ha Dương ha. Giờ mình di chuyển qua tiếp tục qua bên ngoài bên đây đi. Bên kia cần nữa kìa. Dạ. Dạ. Đá bào xâm lạnh nha đam ơi cả nhà. Hôm về nó chị quay đá bào nè. Nó cà di vật nè, quầy nước tuổi thơ. Nó đá bào, quay đá bào lia lịa cho khách mà đông dữ lắm mà. Dạ, quay đá bào đây đá bào 1 ly nhiêu hả chị? Dạ ly 5.000. Dạ, 1 ly đá bào 5.000. Đây là đá bào tuổi thơ nha cả nhà. Cái ly đó mất tiêu vậy bán đá bào bỏ ly đâu rồi? Tại đó là tại bán đá bào mà ly không có cái ly rồi sao rồi mình lấy cái tô á chán chị. Lấy cái ly hả? Đá bào tuổi thơ mình đi học mình uống đá bào sữa. Cái thời mà đi học thì có uống đá bào sữa ha. Mà thời đó 1 ly đâu tới 5.000 hả chị? Ly cũng 2.000. Dạ. Dạ dạ. Giờ đường cũng mắc mà sữa cũng mắc. Dạ, cái gì cũng mắc hết trơn hả chị? Chị tên gì chị? Dạ tên Tuyền. Rồi chị Tuyền hồi quán vô quán này chị Tuyền với chị Ngăn đồ nhiều quá. Dạ tên nó mấy tên nó đẹp không à. Tuyền ơi. Hai anh đi anh cho này dạ đợi cho em quay nó bào luôn. Dạ dạ đá bào quá ngon mà cô chú anh chị ơi. Nó hai chị đang quay rồi quay đi qua đây rồi quay đá bào mình đi mình di chuyển qua bên này anh chào em nó Hồn Quê ha. Lâu quá mới gặp Hồn Quê. Bữa nay mặc cái bộ đồ đỏ công nhận tư mà đẹp ghê vậy. Tết ha. Bữa nay mùng mấy Tết cưng? Bữa nay mùng 8 Tết nè cả nhà. Rồi qua cái mấy ngày Tết cửa hàng em bán được không cưng? Vậy đó hả Gân? Ừ. Mình bán các cái món gì ạ? Dạ, gian hàng của em chủ yếu là những cái món mà nó quê hương đặc biệt của em, đặc trưng là nón lá. Mà anh có thể dùng nón lá cho mọi người xem. Nón lá của bên em thì có ghi chữ luôn, phiên chợ vùng biên Tân Châu An Giang của mình luôn. Để khách đến đây ngoài mà tham quan này ăn uống mà còn có mua quà mang về. Đội cái nón lên là biết là đã đi chợ vùng biên của mình rồi. Đó, ngoài ra em còn có các loại túi sách này là làm bằng lục bình của mình luôn. Rất là dân giả luôn anh ha. Cái túi sách này nhiêu em gái? 185.000 làm bằng lục bình đó ha. Dạ. Rất là bền luôn, ở trong mình còn có thể đựng đồ được nữa. Rồi còn cái nón cưng cầm cái nón qua cho anh quay cái nón coi cái tên phiên chợ vùng biên Tân Châu An Giang nữa nghe cả nhà. Rất là đẹp ha. Rồi cái nón này giá nhiều cái em qua cho biết luôn để cô chú anh chị có đến phiên chợ vùng biên thì người ta ủng hộ. Đó, nón đặc biệt ha cả nhà, nó cái nón rất đẹp ha. Cầm cái nón anh cho cái cưng. Cần nón vậy ha, cầm cái nón gì nha. Chụp hình nó như những nút chụp hình nó đang nhìn lên cái con nhìn lên máy này. Ok cười nha rồi ok đẹp. Cái nón như là em bán nhiêu ạ? Dạ nón lớn là 70.000. Rất là nhiều size anh. Nhỏ lớn tổng cộng bên em có 4 size nón nè. Nhỏ đến lớn. Rồi phiên chợ vùng biên Tân Châu An Giang luôn nha cả nhà. Nón nha, rất là đẹp ha. Đây cái thương hiệu là phiên chợ nè. Nói như là đẹp. Rồi ngoài ra còn món nào nữa không em gái? Nhưng mấy cái này là cái gì đây? Cái này nè. Cái này là các cái thuyền để mình đựng bánh mứt ngày Tết đồ cũng được anh. Hoặc là mình đám giỗ, đám tiệc mình đựng gỏi đồ nhìn. Cái đó nhiêu cái này nhiêu cái đó nhiêu em? Cái này là 10.000 một cái. Rẻ ha, 10.000 cái rẻ cái chứ. Là những cái quạt của mình tre luôn. Qua mình tre. Đồng giá 10.000 luôn hay sao cưng? Dạ không, quạt thì giá cao hơn. Quạt màu trắng thì là 29.000, còn quạt màu này là 33.000. Rồi quạt này 29 ha, quạt này 33.000 ha, tùy theo giá quạt ha.
em có quạt tranh phong cảnh. Dạ, bên bên trong quạt tranh cảnh rất là đẹp ở cả nhà. Đây là cửa hàng của em gái nó nè. Chủ yếu là bán quà lưu niệm. Rồi, thôi bước sang năm mới ha. Cái gì đây? Hồng quê nè, đây là nhà hồng quê đây ha cả nhà ha. Bán các món quà lưu niệm. Rồi, bước sang năm mới chúc em được dân sự như ý ha em gái ha. Dạ, rồi chào em nha. Dạ. Rồi mình đi tiếp tục qua ngoài bên đây, học dịch lộn của chị này chỉ đứng nãy giờ sao đây nè. Dịch lộn lâu quá mới gặp anh. Năm mới vui vẻ nha anh, nhớ em không? Đó, học dịch lộn. Học dịch lộn trứng nhiêu chị? 2 trứng 15 ngàn. Ờ. Nó 2 trứng 15 ngàn đó quý vị. Nó tại phiên chợ vùng biên xã Phú Lộc. Nó bán không kịp anh ơi, chị. Dạ. Bán sáng giờ bán hai nậu. Dạ, dạ chúc mừng nha chị. Dạ, nó chị bán hồng dịch đắt lắm. Dạ. Bán đắt quá người ta. Làm sáng giờ dạ. Bán mấy chục cây luôn à. Dạ dạ, thôi cũng chúc mừng mấy chị nha. Dạ. Mấy chị tại phiên chợ vùng biên nha cả nhà. Bữa nay là ngày mùng 8 Tết. Ờ dạ, lâu quá mới Nhân Tân Châu mới lên đây gặp mấy chị, mình cũng thấy cũng trẻ đẹp ha. Dạ. Chị cái Tết này chị ăn Tết chắc linh đình mà mua bán gì là đắt gì là ăn Tết dữ lắm rồi. Ờ ăn dữ lắm anh ơi. Dạ. Dạ, bởi vậy. Dạ. Vui quá ha. Bởi vậy nói mà bên kia cười hoài bến kìa, tại rồi là rồi. Dạ, bây giờ mình đi vô trong mình xăm chuyến qua bên đây rồi nè, bây giờ mình đi tắt đi. Đó quay sẹt qua bên đây coi. Đó mua bán này cái món này thì chắc là quen với cả nhà mình nha. Cái này mình bán chơi trứng vịt nướng phải không? Dạ. Rồi, nhà một chén một trứng bao nhiêu? Một chén như là 10 ngàn. Một chén như 10 ngàn, có dao đầy đủ luôn phải không? Dạ, dạ. Ừ, còn bên này, ốc phải không? Ốc nhồi vô con ốc với ốc nhồi vô cái ống làm. Cái này mình bán nhiêu à? Dạ, ống thì là 5 ngàn một ống, còn ốc là 3 con 20. Rồi, 3 con 20 ngàn ốc ha. Dạ. Còn ống này thì 5 ngàn. Dạ. Rồi bên này học dịch ha. Hồi nãy giờ mình sáng giờ mình bán được không? Được anh, bán. Dạ. Sáng hôm nay khách cũng đông. Rồi, chúc mừng nha. Dạ. Rồi, chào nha. Dạ, nó chào luôn nó. Bánh mì, ở cái này như bánh lăng phải không chị? Bánh lăng cái này là như bánh đúc nè, phải không? Dạ, bánh đúc. Bánh lăng với bánh đúc. Bánh truyền thống nè. Hộp bé đồ anh. Dạ, bánh lăng bán sao chị? Bánh lăng cái 5 ngàn anh ơi. Ồ đúng rồi, giá này bình dân rồi. Dạ. Chứ bán mắc quá người ta cũng không dám ăn hả chị ha. 5 ngàn. Nước này nhiêu chai? Anh xâm lạnh chai 5 ngàn. Chai 5 ngàn ha. Hộp bé cũng 5 ngàn, xâm cũng 10 ngàn. Xâm 10 ngàn ly bự hả? Xâm ly bự anh. Dạ chứ ly nhỏ 10 ngàn ta không mua. Dạ. 10 ngàn ta không mua, mắc quá ta mình đem về ăn luôn. Dạ dạ. Trời này là rẻ nhất luôn quý vị ơi. Dạ quá rẻ, đồ ăn bán rẻ quá chị em quý vị ơi. Ăn bánh mì nướng miếng 5 ngàn anh. Dạ bánh mì nướng nè hả? Bánh mì nướng cũng vừa 5 ngàn anh. Dạ 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 dạ. Cũng vừa nghe, cái này là ngày xưa ăn thường xuyên nè. Dạ dạ. Bánh đúc ngon quá ha Phát. Bánh đúc ngon nè Phát. Bánh đúc ngon. Phát nào giờ con ăn bánh đúc chưa Phát? Chưa. Chưa ăn hả? Tại gỗ tài chưa ăn hả? Bởi vậy chưa ăn rồi chút nữa mình ủng hộ mấy không bánh đúc nè. Nó chị nè. Nó. Ôi đây là Lý. Mấy con Lý á. Đi giờ dẹp chân rồi. Đây là ớt ha cả nhà. À gỏi nè. Gỏi đu đủ đâm 30k. Ở bên này là chanh dây. Chanh dây. Đây là các cái món đồ trò chơi của em bé quá trò chơi nhiều cả nhà. Tại phiên chợ vùng biên. Đó. Hey, cô bưng đi đâu cô? Bưng cho khách. Dạ khách hả? Tô bún vậy nhiêu hả cô? Tô bún 15 ngàn. Dạ tô bún 15 ngàn. Bún cua hay cá hả cô? Cá có, cua có. Dạ, bún tô bún 15 ngàn ngon quá hả cô? Đầu cá 15 ngàn luôn hả cô? Dạ, rồi, dạ chào cô. Dạ. Bún lèo của cô mình nha cả nhà. À, trước này dừng mấy lá là đúng là phiên chợ dùng biên. Ha. Bún nước lèo luôn cả nhà ơi. Ngon quá. Dạ. À, mình quay tiếp qua bên đây luôn ha. Bắp. À, bắp xào bơ trứng 10k 15k. Rồi. Rồi ngon quá nha cô chú anh chị. Nó bắp xào bơ rất là ngon. Ừ. Tại phiên chợ vùng biên nằm trên địa bàn xã Phú Lộc. Cô chú anh chị nào có muốn đến tại phiên chợ vùng biên thì vào kênh YouTube của Nhân Tân Châu sẽ có video clip chỉ đường. Hoặc là kênh YouTube của Quỳnh Phát TV sẽ có video clip chỉ đường đi đến tại phiên chợ vùng biên cô chú anh chị. Rồi bên này là bánh khoai tây lắc phô mai 20k, vào vị trí mập. Xúc xích lóc xói 10k. Đây là quang cảnh bên trong của phiên chợ vùng biên anh chị.
Phiên chợ Dùng Biên ở bên đây là quang cảnh bên trong rất là rộng, phía bên kia là nhà vệ sinh. Bên trong phiên chợ có các xây nhà vệ sinh để cho tiện tất cả cô chú và các quan khách đến đây tham quan tại phiên chợ Dùng Biên. Đây là bên trong quang cảnh phiên chợ Dùng Biên rất là rộng cả nhà. Đây là quang cảnh bên trong, mình quay quang cảnh toàn bộ quang cảnh bên trong rất là rộng cô chú anh chị. Đây là quang cảnh bên trong phiên chợ Dùng Biên, hai bên dừa đồ, quang cảnh rất là mát mát mẻ cả nhà. Hôm nay khách đến đây cũng cũng có nhưng mà ít hơn mấy ngày thường cả nhà. Hôm nay Tết chắc công việc ít có ai đến đây đông giống mấy ngày thường. Ở đây là chỗ mấy em nó đang tô tượng anh chị. Con tô con gì con? Mấy con này con gì ạ? Con này con gì ạ? Thấy nghèo ạ? À? Cái đó mình tô cho con nhiêu? Dạ con không biết. Vậy đó hả? Rồi. Rồi mình đến tại gian hàng gấu bông của con chú mình nghe cả nhà. Rồi con chào chú ạ. À. Mình mua bán mấy bữa ngày tới này chú bán được không chú? Cũng được. Khách đông không chú? Khách 1, 2 là đông. Dạ đông thôi chú. Chú bán cái con mấy con này con nhiêu mà chú? Cái này trò chơi phi tiêu bông bóng trúng 7 thì tùy chọn 7. Dạ. 6 là gấu chung. Dạ. Còn 1 2 3 là trái tim, 4 dạ. là trái. Dạ. Mình tức là mình phóng phi tiêu vô trong đó đó hay cho chú. Mẫu bóng là mình tính. Dạ dạ dạ. Rồi chúc chú mua mai bán đất ha chú ha. Dạ. Dạ. Hôm nay mình ngày 17 tháng 2 năm 2024 mình có mặt tại phiên chợ Dùng Biên cô chú anh chị. Thì hôm nay tất cả các món ăn tại phiên chợ Dùng Biên nè rất là ngon, rất là hấp dẫn cả nhà. Nó hôm nay là ngày mùng 8 Tết. Các cái món ăn là rất là nhiều. Đó, đây là đồ ăn dài dài lên đằng này luôn nè. Đây là tất cả các cái món ăn tại phiên chợ Dùng Biên cả nhà.